tí nè. Khó buồn. Không có được ngủ, không có được ngủ. Đừng ngủ. Thành vậy, không có được ngủ. Nếu mà con ngủ rồi khách hứa vô thấy con chủ quán mà ngủ là kỳ lắm á Thành. Không có được ngủ. Thì đâu mà giật mình mày? Mày giật mình tao giật theo tôi liệu thì giật theo nó này rớt xuống là nước nó thúi lắm mà. Ông ơi ông làm gì đấy? Trời ơi về để cho đừng có ngủ. Ông ơi mắt ông sắp rơi ra ngoài rồi. Không hề. Không. Trời đất ơi trời ơi cái gì vậy? Sao? Vô làm gì la hết hồn với à? Ông Đức ông làm gì vậy? Vậy để cho đừng có ngủ. Trời ơi. Mà sao nhìn mặt anh Thành với lại ông Đức chán nản quá vậy? Mà nay quán bị sao mà giống như chùa Bà Đanh vậy nè. À vậy là không nghĩ ra cách làm cho quán đông. Vậy thôi gì? Trời ơi. Em nói thì dễ đấy. Nhưng mà là sao mà bảo nghĩ thì nghĩ luôn được. Trời ơi, thì bây giờ mình không nghĩ ra được cách thì mình phải học hỏi cách từ người ta chứ. Làm gì cũng phải học hỏi mà. Nhưng mà học hỏi làm sao? Học hỏi ai? Học hỏi cách gì? Không. Nè, hai người coi đi. Ôi dồi, sao chủ quán thế mà chửi khách kinh thế? Thế mà khách vẫn ngồi gật gù ăn hí hởn được. Trời đất ơi, bà này bà dữ thiệt luôn. Ê, ý của con là thì ý của con á là bây giờ trong kinh doanh muốn bán đắt thì phải dùng cách. Ý của con là cà phê chuối. Chủ quán ơi. Nè nè nè, hai người coi con nè. Cho anh cái menu đi em gái. Kêu ai bà em gái? Hả? Dạ cho em menu đi chị gái. Nhìn mặt tôi già lắm sao mà kêu bằng chị? Dạ con thư gì? Mệt quá, kêu gì kêu lẹ đi. Dạ gì cho con mượn cái menu đi. Trời ơi đi uống nước mà không biết mình uống cái gì đi về đi uống chi nữa. Thôi gì có gì gì đi hồi đại con uống cũng được. Dạ. Em ơi, anh ngồi đâu được vậy? Anh đuôi hay sao? Bao nhiêu bàn ghế trống này, ngồi đâu mà chả được? Còn phải chỉ nữa à? Cho anh mượn cái menu đi em trai ơi. Ê, anh gọi ai là em trai ấy? Ủa không lẽ kêu bằng em gái? Em là anh trai mà. Tôi em trai anh hồi nào? Thôi gọi đùa nhanh lên, mất thời gian. Cho anh mượn cái me. Me cái gì? Me cái gì? Me Thái hay là me ngào đá? Hả? Anh gọi cái gì, anh uống cái gì, anh ăn cái gì em không biết à? Hả? Được rồi, chờ xíu anh gọi. Nhanh lên. Kêu không kêu cứ gọi. 500 anh em đâu, có rảnh không? Anh về vị trí qua đây giúp anh liền đập cái quán này liền cho anh. Anh đi uống cà phê mà bị nó chửi xối xả như con không đẻ đây nè. Nhanh lên giúp anh nha. Ê ông kia, ông gọi 500 anh em đến đây làm gì? Gọi 1000 luôn đi, tôi chửi hết một lượt. Mày khỏe mày rồi con. Mày nhìn kỹ đi, mày biết tao là ai không? Tôi không cần biết ông là ai. Ông chỉ là khách của cái quán này thôi. Khách hả? Mày chửi thì khách tao mày. Ê, biết vậy, ra ra. Ở đâu vậy? Ở đâu mà bước chân vô ngay cái lãnh địa, cái quán cà phê này mà làm hung dữ vậy? Ở đâu? Tôi là khách tới đây khách. Đối xử tôi vậy hả? Đối xử vậy đó, làm gì nhau? Bây giờ vô đi uống cà phê, mấy người trong cái quán này được quyền chửi khách là làm gì nhau? Ủa? Nhưng mà ông là ai hả? Mà ông chiếu chuyện này vậy? Tôi là ai hả? Tôi là ông của nó. Nó gọi tôi bằng ông, hiểu chưa? Ông đúng không? Bây giờ á, ông là ông của nó, ông dạy nó không được thì để tôi. Thôi, nó chơi. Tôi nó chơi làm gì dữ kìa. Đừng trợn quá, tôi sợ thiệt. Bây giờ tôi không nói chuyện với ông nữa. Chủ quán rồi, chủ quán đâu? Chủ quán đi chơi. Tôi đi.
Hình tôi có việc gì? Ủa? Ông là ai vậy? Tôi là chủ quán. Chủ quán? Chủ quán? Ôi tha cho tôi, tha cho tôi, trời ơi, tha cho tôi. Nhân này phải có quán luôn. Tôi định thần lại tôi nhìn coi. Thấy ghê quá. Từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy một trận quanh tạc như vậy đó. Con trai Dượng đâu rồi? Tôi đây. Anh còn sống hả? Còn. Chúc mừng cho anh nha. Chuẩn bị tiền bạc dọn dẹp lại quán đàng hoàng anh. Số anh phải chịu rồi. Dù sao đi nữa thì tôi cảm thấy rằng là tôi cũng có lỗi với anh. Nhưng kê bên đó tôi vẫn có cái gì đó tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã về kịp lúc. Ông bà ta có câu quân tử ra đi đừng quay trở lại. Anh quay trở lại chứ giờ anh nằm thấy ghê không? Nhưng mà cũng giờ anh quay trở lại anh đã cứu được đời tôi. Chứ anh mà không quay trở lại là coi như tôi hốt hết cái trận này. Tội nghiệp thằng Thành nó còn nhỏ mà nó mà bị một cái về rồi không biết ai. Chú Bưởng, anh đứng chỗ nào nông nổi này vậy? Ông Đức, trời ơi, anh đã làm quán anh nông nổi này, ai? Mày còn hỏi ai? Ai làm ra cái quán nông nổi này? Chính là mày. Là mày, mày biết không? Cái con quỷ kia.